Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, trong ẩm thực Việt Nam, rau thơm là một gia vị quan trọng, không chỉ là rau, là gia vị, là nguyên liệu để giúp điều tiết các loại thực phẩm, làm cho thức ăn trở nên an toàn và bổ dưỡng. Rau thơm còn có rất nhiều công dụng trong việc phòng và chữa bệnh rất tốt, đồng thời còn mang lại lợi ích sáng mắt, lợi khí, bổ não, mạnh gân cốt, kháng khuẩn, chống viêm. Các bác sĩ đông y cho hay tinh dầu trong 6 loại rau thơm dưới đây không chỉ giúp cho món ăn thêm hấp dẫn mà còn được xét là vị thuốc nam có tác dụng rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe. Vậy 6 loại rau thơm này là loại rau nào mà có công dụng tuyệt vời đến vậy? Để hiểu rõ công dụng của từng loại rau thơm này, mời quý vị và các bạn cùng Khỏe Đẹp Online tìm hiểu video dưới đây. Thứ nhất, cây rau răm còn có tên khoa học gọi là thủy liễu, hương lục. Nhiều tài liệu y học hiện đại cho biết rau răm chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như carotin, vitamin C, E, flavonoid và catechin. Những chất này đều có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch và thải độc cơ thể. Cây rau răm có vị cay, tính ấm không độc, dùng để chữa đau bụng lạnh, chữa rắn cắn, chàm ghẻ, mụn trĩ, kích thích tiêu hóa, kém ăn, làm dịu tình dục. Thường khi làm thuốc, người ta dùng tươi, không qua chế biến. Một số bài thuốc từ cây rau răm trị chứng tiêu hóa kém, mỗi ngày dùng từ 15 đến 20 gram cả thân và lá rau răm tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt để uống. Trị say nắng, kết hợp rau răm với sâm bổ chính, tẩm nước gừng 30 gram, đinh lăng 16 gram, mạch môn 10 gram, đem sao vàng sắc với 600ml nước, cô lại còn 300ml nước, uống trong ngày chia làm 2 lần. Thứ hai, cây thìa là. Thì là hay còn gọi là thời la, đông phong. Trong đông y, thì là một vị thuốc rất thông dụng. Theo Nam Dược Thần Hiệu, hạt thì là có vị cay, tính ẩm, không độc, điều hòa món ăn, bổ thận, mạnh tỳ, tiêu chướng, trị đau bụng và đau răng. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây thì là trị chứng đái dắt, đái són. Lấy một nắm thìa là tẩm với nước muối, sao vàng tán thành bột. Khi dùng, lấy bánh dày quệt với bột trên và ăn. Phương thuốc này dùng rất hiệu nghiệm đối với những người hay đi tiểu không có chừng mực, khi đi tiểu thấy đau buốt, trị chứng sốt rét. Những người đi rừng lâu ngày bị sốt rét ác tính sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Để trị chứng này, lấy hạt thìa là tươi, giã, vắt lấy nước uống hay phơi khô hạt tán thành bột sắc lấy nước uống. Thứ ba, cây rau mùi. Còn được gọi là ngò ta, hương tuy, có vị cay, tính ấm, không độc, tiêu thức ăn, trị phong tà, thông đại tiểu tiện, trị các chứng đậu, sởi khó mọc, phá mụn độc. Một số bài thuốc chữa bệnh từ rau mùi, trị chứng kiết lỵ. Một vốc hạt mùi sao vàng tán nhỏ pha từ 7 đến 8 gram mỗi lần uống với nước, mỗi ngày uống 2 lần, nếu lỵ ra máu thì uống với nước đường, lỵ đàm thì uống với nước gừng, ngày uống 2 lần, trị chứng loét niêm mạc lưỡi. Kết hợp rau mùi với rau húng chanh, ngâm hai loại trên với nước muối pha loãng rồi nhai kỹ, nuốt lấy nước, nuốt dần dần rất công hiệu. Thứ tư, mùi tàu, còn gọi là ngò tây, ngò gai, ngò tàu, có vị the, tính ấm, mùi thơm hắc, khử thấp nhiệt, thanh uế, mạnh tỳ vị, kích thích tiêu hóa. Một số bài thuốc từ cây mùi tàu, trị chứng đầy hơi, ăn không tiêu, rau mùi tàu 50g kết hợp với gừng tươi, rau thái dài 4cm, gừng đập dập cho hai thứ vào siêu đất đổ chừng 400ml nước, sắc còn lại 200ml nước, chia lành 2 lần uống cách nhau 3 giờ. Trị chứng sốt nhẹ, mùi tàu 30g, thịt bò tươi 50g, vài lát gừng tươi, tất cả thái nhỏ nấu chín với 600ml nước, ăn nóng, khi ăn thêm một ít hạt tiêu rồi đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Thứ năm, húng chanh, cây còn được gọi là rau tần, vị chua the, thơm hăng, tính ấm và phế, có công dụng giải cảm, tiêu đờm, khử độc và các chứng bệnh cảm cúm, lạnh phổi. Một số bài thuốc từ cây húng chanh, chữa hen suyễn, lá húng chanh 12g, lá tía tô 10g, hai thứ rửa sạch, sắc uống. Khi uống thuốc nên kiêng các thức ăn chiên xào, đồ uống lạnh và hải sản. Chữa ho cho trẻ, húng chanh kết hợp với lá hẹ, mật ong, cả ba thứ đem hấp cho trẻ uống rất sạch miệng mà lại đỡ ho. Chữa rết, bò cạp cắn, ong đốt, lá húng chanh rửa sạch, thái nhỏ hoặc nhai kỹ cho một ít muối vào rồi đắp lên vết thương rất công hiệu. Thứ 6, cây tía tô, còn gọi là tử tô, xích tô, bạch tô. Toàn bộ cây tía tô có thể dùng làm thuốc và chữa bệnh. Lá tía tô có vị cay, tính ấm, làm ra mồ hôi, tiêu đờm. Quả tía tô có tác dụng khử đờm, hen suyễn, tê thấp. Hạt tía tô chữa táo bón, mộng tinh. Một số bài thuốc từ cây tía tô,
Chị chứng cảm cúm không ra mồ hôi, ho nặng, nấu cháo gạo rồi thái chỉ 10g lá tía tô cho vào cháo, ăn nóng đắp chăn kín cho ra mồ hôi, bệnh sẽ khỏi. Hoặc dùng 15-20g lá tía tô tươi giã nát đun sôi với nước rồi uống. Chữa trúng độc do ăn hải sản, nếu ăn hải sản bị dị ứng, người ngứa mẩn đỏ thì hãy dùng 1 năm lá tía tô giã hoặc xay lấy nước uống, bã sát vào chỗ mẩn ngứa, hoặc có thể kết hợp với sinh hương 8g, gừng tươi 8g, cam thảo 4g đun với 600ml nước, cô lại còn 200ml nước, uống lúc nóng, chia 3 lần trong ngày. Chữa táo bón, khoảng 15g hạt tía tô, 15g hạt hẹ giã nhỏ trộn lẫn với nhau, chế thêm 200ml nước, lọc lấy nước cốt, nấu cháo ăn rất tốt, đặc biệt trị chứng táo bón lâu ngày ở người già và người có cơ thể bị suy yếu. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và trường thọ với rau thơm. Cả các chị em sẽ tức tốc trồng ngay một chậu cây này trong nhà. Nhà nào cũng nên trồng sẵn một chậu cây hẹ vì những lợi ích cho sức khỏe của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh quá tốt như thế này. Theo lương y Vũ Quốc Trung, công dụng của cây hẹ với trẻ nhỏ thể hiện ở vai trò chữa được ngứa, ghẻ, chín mé, nhiễm trùng da, trị run kim mà không sợ các tác dụng phụ của thuốc tân dược. Một trồng cây hẹ đơn giản tại thành phố cũng như ở nông thôn lại chữa bách bệnh cho con. Là một loại rau gia vị với mùi thơm đặc trưng, lá hẹ là một trong những món ăn được người Việt vô cùng ưa chuộng. Trong khi ở nông thôn, nhiều gia đình trồng thành những luống hẹ ở ngoài ruộng, thì ở thành phố bạn cũng có thể dễ dàng trồng được loại cây này trong những chiếc chậu nhỏ đặt ở ngoài ban công. Vì sao mỗi gia đình nên có một chậu cây hẹ? Theo lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội, trong đông y công dụng của cây hẹ rất phong phú. Lá hẹ vị ngọt cay, tính ấm, có công dụng ôn trung bổ hư, điều hòa phủ tạng, bổ thận ích dương, đồng thời có tác dụng ôn trung kiện tỵ, hành khí, tán ứ, chỉ hãn. Ngoài ra hẹ còn có tác dụng chữa lị rất hiệu quả. Hạt hẹ có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung, trợ vị khí, điều hòa tạng phủ, hạ nghịch khí, cố thận tinh, tán ứ huyết. Trong sách bản thảo Thập Di ghi nhận công dụng của cây hẹ: rau hẹ là ấm nhất, có ích cho người nên ăn thường xuyên. Nghiên cứu của y học hiện đại nhận định hẹ chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất quan trọng như đồng, pyridoxin, sắt, niacin, mangan, thiamin, canxi, riboflavin. Hẹ cũng chứa nhiều vitamin K, loại vitamin chịu trách nhiệm cho sức khỏe của xương, cực tốt cho phụ nữ. Đây không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu mà còn là vị thuốc quý trong đông y, dễ sử dụng, lại lành tính nên thích hợp sử dụng cho cả trẻ sơ sinh lẫn trẻ nhỏ. 2. Công dụng của cây hẹ trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo lương y Vũ Quốc Trung, công dụng của cây hẹ với trẻ nhỏ thể hiện ở vai trò chữa được ngứa, ghẻ, chín mé, nhiễm trùng da, trị run kim mà không sợ tác dụng phụ của thuốc tân dược. Sử dụng hẹ để làm thuốc kháng sinh tự nhiên siêu mạnh cho trẻ là điều nên làm trong thời đại lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay. Từ những công dụng của cây hẹ, giới chuyên gia đúc kết một số bài thuốc chữa bệnh từ cây hẹ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như sau. Chữa cảm mạo, ho do lạnh, lá hẹ 250g, gừng tươi 25g, cho thêm ít đường hấp chín, ăn cái, uống nước, dùng liền 5 ngày. Chữa ho khò khè ở trẻ nhỏ, lá hẹ tươi 20g kết hợp cùng đường phèn, hấp cơm hoặc chưng cách thủy, sau đó lấy nước cho trẻ uống. Chữa nhức răng, lấy 1 năm lá hẹ, cả rễ, rửa sạch giã nhuyễn, đặt vào chỗ đau, đặt liên tục cho đến khi khỏi. Chữa ho cho trẻ em do cảm lạnh, lấy lá hẹ sắt nhỏ trộn với đường phèn hoặc mật ong cho vào cùng một chén, sau đó đưa chén đó vào nồi cơm hấp chín cho trẻ uống dần trong ngày 2-3 lần, mỗi lần một thìa cà phê, dùng liền 5 ngày. Chữa đái dầm tiêu chảy lâu ngày ở trẻ em, nấu cháo rễ hẹ với công thức rễ hẹ tươi 25g, gạo 50g, rễ hẹ vắt lấy nước cho vào nồi cháo đang sôi, thêm ít đường, ăn nóng, dùng liên tục trong 10 ngày. Chữa ghẻ: lá hẹ 50g, rau cần 30g, tất cả giã nát, đắp lên chỗ tổn thương ngày 2 lần. Chữa run kim, sắc lá hay rễ hẹ giã lấy nước cho uống. Lưu ý, ăn hẹ mang lại nhiều công dụng nhưng những người có thể trạng âm suy, bốc hỏa thì không nên dùng. Thông tin chữa bệnh từ cây hẹ có tính chất tham khảo, cần chia sẻ cụ thể tình trạng bệnh cho bác sĩ để xem có dùng được bài thuốc từ hẹ chữa bệnh cho con bạn hay không, vì còn phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe, bệnh lý và cơ địa. Chúc bạn và cả gia đình khỏe mạnh. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.